Xin chào anh em, mấy nay bận quá, nay mới rảnh chút xíu để làm clip giới thiệu với anh em cây Moritz Nhật nha anh em nha. Moritz, đây là cây Moritz Đức 20 Mắc In Japan. Những cây Moritz này có cây họ ghi Mắc In Japan, có cây họ không ghi, nhưng mà nó cũng là hàng Nhật hết nha anh em nha. Cây này thì có ghi Mắc In Japan, ngoại hình nó rất là đẹp anh em, rất đẹp luôn. Đây là một vết chày nhỏ xíu thôi nha anh em nha, nhỏ như đầu cây tăm vậy đó, nhưng mà theo thời gian nó thâm đen lại vậy nha anh em. À, những vết chày này nhỏ xíu chỉ vậy thôi, còn lại mặt tớp nó vẫn là đẹp. Một cây đàn 4-50 tuổi rồi mà nó còn đẹp hoàn hảo như vậy là rất là ok luôn anh em. Chất lượng âm thanh thì tuyệt vời, cây này âm thanh hay lắm, rất là hay luôn nha anh em nha. Nó là một trong những cây mà mình chơi cây Đức 20 mình cảm thấy nó hay, một trong những cây đó âm nó rất là hay luôn, ngoại hình thì nó rất là đẹp, cần phím thì chuẩn, rất là êm luôn nha anh em nha. Êm tay, âm hay, ngoại hình thì đẹp luôn, lưng đàn đẹp ơi là đẹp luôn, anh em thấy không? Rất đẹp, eo đàn nè, eo nè, quá đẹp luôn anh em, bộ khóa cũng đẹp luôn. Nói chung là cái đàn đẹp hết, trừ hai chấm đây thôi, ở đây một chấm trên đàn chấm đó. Vậy thôi nha anh em, còn lại là nó đẹp, nó chất lượng nha. Chỗ này là nó bị ố nha, không phải chày xước nha anh em nha, nó ố, nó ố cái màu gỗ của nó à, lâu năm rồi nó xuống màu quá anh em, sậm màu đi. Còn lại là đẹp, là ngon lành hết nha anh em nha. Giá mình đang bán là 2.800.000, nó rất là hợp với chất lượng của đàn này luôn, thậm chí là chất lượng đàn này như vậy là còn quá rẻ anh em. 2.800.000 một cây đàn như vậy nó quá rẻ anh em, đàn Nhật nha. Mình sẽ quay tổng quan rồi mình quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Đây tổng quan cây đàn, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình, cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần nè, cái chỗ này nó ố nha anh em nha, đó, không phải chạy xước, không có gì hết. Đàn Nhật lâu năm thì cây nào nó cũng bị vậy nha, đẹp đây nè, một chấm ở ngoài lớp sơn thôi nè, mà lâu năm á cái nó bị thâm kim, nó hơi vô nó bị thâm kim đây nè, hai vết nó còn lại là đẹp nha. Mặt tớp tương đối là đẹp hết, eo là eo đẹp tuyệt vời, eo đẹp đẹp, lưng đàn nè anh em thấy không, bóng láng luôn, mình để xéo cho anh em thấy ánh sáng rồi thấy không, rất đẹp luôn nha, tuyệt vời. Cần đàn khóa đẹp nè anh em, khóa đẹp có chữ Moritz luôn nè, đẹp luôn nha. Đó, một khóa anh em coi nè, đẹp ngon lành, khóa bóng láng, khóa zin nha, ở đây Moritz anh em có chữ Moritz luôn. Ok, nói chung là đàn đẹp ngon lành, chất lượng tốt, giá quá rẻ. Dây số 1 action thấp hơn dây chuẩn anh em thấy không, dây 1 nè thấp hơn chuẩn, dây 6 thấp hơn chuẩn nha, dây 6 thấp hơn chuẩn miếng, ngon lành hết. Cái đầu cần nó có bị xước miếng nha anh em nha, đây nhỏ xíu xước như này, không đáng kể đâu, âm quá hay luôn anh em, tiếng nó rất là sâu, rất là dày tiếng. Mình test cần phím cho anh em nghe nha, cần phím ngon lành nha anh em, không rè tè, không lỗi phím nào hết nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn, chứ mình thấy nó quá quá hay, quá tuyệt vời luôn. Cái âm mộc nó rất là vang và rất là lớn tiếng luôn nha anh em. Moritz Đức 20 Mắc In Japan được sản xuất tại Nhật, chất lượng tốt, ngoại hình đẹp, giá chỉ có 2.800.000 thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.